Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ đang trong chuỗi ngày nắng ấm liên tiếp, mặc dù đã giữa đông, hầu hết các nơi trên toàn miền đều phổ biến ít mưa, nhiệt độ dao động từ 25 đến 28 độ, khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ. Dạng thời tiết hanh khô sẽ còn tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ trong cả ngày mai. Ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai sẽ duy trì ở ngưỡng từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm mai trời nhiều mây, xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ diện rải rác. Tại vùng núi cao, sương mù xuất hiện dày đặc hơn, nên khi lưu thông trong khoảng thời gian này, quý vị nên cẩn thận trọng và chú ý với tốc độ chậm để có lộ trình giao thông an toàn. Bắt đầu từ khoảng đêm mai sang đến ngày 23 tháng 12, một khối không khí lạnh mới tăng cường trở lại sẽ khiến thời tiết Bắc Bộ có sự chuyển biến, mưa xuất hiện rải rác trên khu vực, nhiệt độ sẽ lại giảm khoảng từ 3 đến 4 độ. Sang đến ngày 24 tháng 12, khả năng mưa giảm nhưng do vẫn bị chi phối bởi khối không khí lạnh nên nhiệt độ cũng chưa thể tăng nhanh. Vào trưa chiều, mức nhiệt cao nhất đạt khoảng từ 22 cho tới 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Tại các tỉnh duyên hải miền Trung, thời tiết trong ngày mai vẫn còn khô ráo, mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều dao động từ 26 đến 30 độ ở phần phía Bắc và từ 29 đến 32 độ ở phía Nam đèo Hải Vân. Cũng từ ngày 23 và 24 tháng 12, cùng với quá trình tăng cường của khối khí lạnh nên gió đông bắc dồn xuống kết hợp với địa hình gây mưa diện rộng cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, có nơi xuất hiện mưa vừa và dông. Trong cơn dông, bà con cần chú ý hiện tượng cực đoan nguy hiểm như là tố, lốc và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng 2 đến 3 ngày sắp tới, hầu hết các nơi trên khu vực trời đều phổ biến ít mưa, ngày có nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất vào khoảng trưa và đầu giờ chiều ở mức từ 28 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên và ở các tỉnh thành Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Riêng đối với các tỉnh Nam Bộ, khả năng từ đêm 23 trở đi chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với một vùng áp thấp hình thành trên khu vực Nam Biển Đông và có xu hướng dịch chuyển dần về phía Tây, tiến gần về phía đất liền, nên Nam Bộ có xuất hiện mưa dông diện rải rác và cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngoài mưa dông xuất hiện trở lại thì các tỉnh Nam Bộ cũng đối mặt với tình hình chiều cường rằm tháng 11 âm lịch dâng cao. Mực nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ lên cao trong khoảng 3 ngày từ 23 đến 25 tháng 12. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trên biển, trong ngày mai trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió đông đến đông nam hoạt động không mạnh, chỉ ở mức từ cấp 3 đến cấp 4. Với mức gió này thì sóng biển không cao và biển không động. Tuy nhiên, ở khu vực ven bờ trong khoảng đêm muộn và sáng sớm, cần lưu ý với hiện tượng sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Khoảng từ đêm mai, tức là 22 tháng 12 trở đi, do không khí lạnh tăng cường nên trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, tình trạng biển động trở lại. Ngoài ra, khoảng ngày 25 tháng 12, một đợt gió đông bắc mạnh sẽ tràn xuống, gây gió mạnh lên tới trên cấp 7, giật tới cấp 9, cấp 10. Vì thế, tàu thuyền cần lưu ý để có kế hoạch ra khơi hợp lý, an toàn. Trong khi đó, ở khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khả năng xuất hiện nhiễu động nhiệt đới từ phía đông di chuyển vào sẽ gây mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật, nên tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!